Lời ban biên tập. Dưới đây là lời giảng của thượng nhân năm 80. Ngủ ấm vốn là không, không thể có tánh. Bản thân quý vị không có ngủ ấm, hoặc trong tâm của ông sanh ra các loại ma. Nhữ ấm ma là cảnh giới đến với quý vị, quý vị chấp trước nó, không phải thật sự là của quý vị. Căn bản quý vị không có ấm ma, hoặc là cảnh giới ấm ma hiện tiền trước mắt quý vị, quý vị lại cho nó là thật. Căn bản không phải vậy. Sắc tức là không, không tức là sắc. Phải chiếu kiến năm quẩn tức là không. Ngũ quẩn không phải của mình, chiếu kiến ngũ quẩn đều là không, tức mọi thứ đều là giả. Bản thân mình không có cái này. Đây là một cảnh giới hư vọng. Nhận giặc làm con, quý vị cho rằng đó là thật, trong khi đó là giả. Tu hành nếu không chấp cảnh giới, phá trừ tất cả chấp trước, cái gì cũng không chấp, cũng không chấp không, cũng không chấp có. Chấp vào không cũng sai, chấp vào có này tức là sắc pháp. Đoạn kinh văn này, một câu bốn chữ, hoặc nhữ ấm ma. Nhữ này không nhất định là quý vị, nên dịch là hoặc chấp ấm ma, hoặc mê ấm ma, đều có thể được. Chữ nhữ này là chữ hư tự. Ở đây không có thực thể, quý vị không nhận thức chẳng phải là mê rồi à? Chữ chắc thì hay hơn một chút. Dưới đây đều có ý nghĩa này. Hoặc là quý vị chấp trước thiên ma, hoặc là quý vị chấp trước quỷ thần, hoặc là quý vị chấp trước có ly mị vọng lượng. Tâm trung bất minh, trong tâm không nhận thức được nó, nhận tặc di tử, quý vị bèn nhận nó là con của mình, giống như những thứ tà khí tà kiến hiện nay, cho rằng họ đều là tuyệt vời. Thực tế tương lai đều bị đọa vào địa ngục mà bản thân họ không biết. Hoặc tao ly mị, mị này không phải thứ do mình tạo tác ra, căn bản là không có thực thể, đều là hư vọng, đều là có bóng không hình. Thứ này nếu quý vị nói rằng nhất định do tạo tác thì không thể lấy ra cho người khác xem. Thứ mà quý vị tạo ra lẽ ra có thể đem ra cho người khác xem. Không nên chấp trước vọng này. Đây là một thứ vọng. Do vọng mà sinh ra các thứ tà. Đây là tà kiến. Rơi vào tà kiến là tri kiến không chánh đáng. Như trước đã nói, thứ rồng nhập vào thân người, lại cúi đầu đảnh lễ, lại phát uy phong, lại sân giận, lại phun độc. Phun độc cũng không làm gì được, rồi lại quỳ xuống, lại khóc, lại gì nữa. Vậy quý vị nói có thật hay không? Người thông thường cũng nhìn không thấy, nhưng cô ta lại hiện ra cái hình dạng giả như vậy. Quý vị nói là giả, cô ta sao lại như vậy? Tương tự như vậy, tức là xem quý vị ở bên trong có nhận thức được hay không. Nếu quý vị nhất định nói con không tin cái này thì cũng không đúng. Quý vị không tin, quý vị phải nhận thức tại sao cô ta lại như vậy. Đó mới gọi là chân. Cần phải hiểu rõ điều đó. Quý vị nói tôi không thấy nên không tin, đó cũng không phải là trí tuệ chân chánh, vẫn là hồ đồ, cũng không biết tại sao như vậy. Đệ tử hoặc phục thiên ma, thiên ma này là thiên ma mình chấp trước đem đến hay là thiên ma phát xuất từ bản thân mình? Thường nhân hoặc phục thiên ma và hoặc chấp ấm ma, ý nghĩa không giống nhau. Thiên ma có thật, từ trên trời đến, có nghĩa là gặp phải thiên ma. Thiên ma quỷ thần đều là thật có. Những thứ ma này đều đến từ bên ngoài.
chỉ có ngũ ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là thứ do tâm hiện ra, tức là trong tâm của quý vị hiện ra. Đệ tử: Thiên ma này không phải từ tưởng ấm mà đến sao? Thượng nhân: Đúng vậy, từ tưởng ấm mà đến. Bên trong quý vị có âm khí mới chiêu lại ma bên ngoài. Ma này đều là bên trong. Có bóng thì bên ngoài sẽ đến, có nhà vệ sinh thì ruồi nhặn sẽ đến vậy. Vì bên trong không có chùi rửa sạch sẽ, không có dọn dẹp sạch sẽ, ngũ ấm do hư vọng mà sanh, hư vọng mà diệt. Ngũ ấm này cùng với thiên ma đều là nương theo nhau. Quý vị cũng không phải nhất định nói rằng thiên ma là ở trong, ở ngoài. Ở bên trong biến hóa vô cùng, biến hóa bất khả tư nghị. Quý vị nhất định nói như kia, thiên ma lại không phải như vậy. Quý vị nhất định nói như kia, thiên ma lại không phải như kia. Đây đưa ra ví dụ để mọi người tham khảo, hoàn toàn không phải nhất định như vậy. Đây đều là từ giả thuyết. Tức là nói, những cảnh giới này đều đại khái có những vấn đề bên trong như vậy. Đó đều là không nhất định. Vì những người này tẩy tâm phi chánh, không nhận thức rõ. Vì thế, những cảnh giới ma này đều đến. Đó gọi là ấm cảnh. Tức là những cảnh giới thuộc về ấm, không phải những cảnh giới thuộc dương. Chẳng nên nghĩ bỏ đi, cũng chẳng nên nghĩ không bỏ đi. Cái này tức là trong tâm bất động, tức là chân chánh. Quý vị chớ để những cảnh giới này xoay chuyển, mà phải xoay chuyển những cảnh giới này. Đối với tất cả cảnh giới đều bình thản ung dung, dường như bất động, thường sáng suốt hiểu rõ. Quý vị bất động chính là trí tuệ. Một khi động tức là ngu si. Nếu quý vị đeo đuổi theo nó, chà, đây là cảnh giới tốt, cũng là ngu si. Đây là cảnh giới xấu, cũng là ngu si. Cảnh giới tốt thì sanh tâm hoan hỷ, thì bị cảnh giới xoay chuyển. Cảnh giới xấu thì sanh vọng tưởng, ưu sầu, lo lắng, cũng bị cảnh giới chuyển, thì sẽ bị loạn tâm. Giống như quân đội đánh giặc, nếu ổn định thế trận thì nhất định sẽ đánh thắng. Bạn nằm mộng, chà, không biết đây là cảnh giới tốt hay là cảnh giới xấu. Vốn là giấc mộng, bạn để ý tốt hay xấu làm gì? Tại sao lại lo lắng như vậy? Tốt là mộng, không tốt cũng là mộng, thì không có việc gì cả. Khi bạn căng thẳng lo lắng hay vui mừng hoan hỷ thì không thể ăn cơm được. Ốm 30 bảng. Bảng, đơn vị đo trọng lượng của anh Mỹ, một bảng bằng 0,9072 cân. Hoặc là ưu sầu lo lắng đến nỗi không thể uống nước, lại ốm 20 bảng. Quý vị không chấp trước giấc mộng, dù là giấc mộng khi tỉnh cũng không chấp trước. Quý vị xem, tự tại biết bao. Giống như Đại sư Vĩnh Gia nói, dù có gặp đau bén cũng thường bình thản, dí nhầm thuốc độc cũng thông dong. Trúng ngộ phong đao thường thẳng thẳng, giả nhiều độc dược giả nhàn nhàn, thì vấn đề gì cũng không còn nữa. Năm 80, thượng nhân giảng bổ sung đến đây. Ha ha ha,